Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 3, tuần 32, trang 119-120. Chính tả. Số 1 nhỏ nghe viết. Như vậy hôm nay các em sẽ viết, nghe và viết bài thơ Hạt Mưa gồm có 3 khổ thơ. Rồi các em chuẩn bị nghe cô đọc. Đầu tiên các em sẽ viết tựa đề Hạt Mưa. Hạt Mưa. Rồi các em xuống dòng. Các em nhớ đây là bài thơ gồm có 3 khổ thơ. Thì các em nhớ là sau khi viết xong một khổ thơ đầu gồm có 4 câu thì các em sẽ chừa một khoảng cách để các em viết khổ thơ tiếp theo. Rồi bây giờ các em chuẩn bị viết bài thơ. Mây mang đầy mình nước. Mây mang đầy mình nước. Mây mang đầy mình nước. Xuống dòng. Gió thổi thành hạt mưa. Gió thổi thành hạt mưa. Gió thổi thành hạt mưa. Xuống dòng. Rồi chia đều cho đất. 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 Xuống dòng. Cho cỏ cây phải sông hồ. Cho cỏ cây phải sông hồ. Cho cỏ cây phải sông hồ chấm. Các em xuống dòng qua khổ thơ thứ hai. Hạt mưa ủ trong vườn. Hạt mưa ủ trong vườn. Hạt mưa ủ trong vườn. Xuống dòng. Thành mỡ màu của đất. Thành mỡ màu của đất. Thành mỡ màu của đất. Xuống dòng. Hạt mưa trang mặt nước. Hạt mưa trang mặt nước. Hạt mưa trang mặt nước. Xuống dòng. Làm gương cho trăng soi. Làm gương cho trăng soi. Làm gương cho trăng soi. Chấm. Xuống dòng các em qua khổ thơ thứ ba.
Hạt mưa đến là nghịch. 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 Xuống dòng. Có hôm chẳng cần mây. Có hôm chẳng cần mây. Xuống dòng. Bất chợt ào ào xuống. Bất chợt ào ào xuống. Bất chợt ào ào xuống. Xuống dòng. Rồi ào ào đi ngay. Rồi ào ào đi ngay. Rồi ào ào đi ngay. Chấm. Xuống dòng. Khi em viết ở bên góc phải, Nguyễn Khắc Hào. Khi em viết tên tác giả, Nguyễn Khắc Hào. Nguyễn Khắc Hào. Như vậy thì các em đã viết xong cái bài chính tả. Thì các em sau khi viết xong, các em nhớ kiểm tra là lỗi chính tả của mình nha. Rồi bây giờ các em sẽ qua bài tập số 2. Tìm và viết các từ. A. Chứa tiếng bắt đầu bằng L hoặc N có nghĩa như sau. Tên một nước láng giềng ở phía Tây nước ta. Nơi tận cùng ở phía Nam trái đất, quanh năm đóng băng. Tên một nước ở gần nước ta có thủ đô là Bangkok. Như vậy thì ở câu 2 này các em sẽ tìm, viết và viết các từ chứa tiếng bắt đầu bằng L ở câu A là từ chứa tiếng bắt đầu bằng L hoặc là N. Có nghĩa tên một nước láng giềng ở phía Tây nước ta. Thì các em đã biết thì tên một nước láng giềng ở phía Tây nước ta đó là nước nước nào mà có tiếng bắt đầu bằng là L hoặc N. Như vậy, tên một nước láng giềng ở phía Tây nước ta đó là Lào, bắt đầu bằng L. Rồi tiếp theo, nơi tận cùng ở phía Nam trái đất, quanh năm đóng băng, đó là Nam Cực, thì bắt đầu bằng N. Nơi tận cùng ở phía Nam trái đất, quanh năm đóng băng là Nam Cực. Rồi tên một nước ở gần nước ta có thủ đô là Bangkok. Thì đó là thủ đô, có nước có thủ đô là Bangkok đó là Thái Lan. Có từ Lan bắt đầu bằng L. Rồi tiếp theo câu B là chứa tiếng bắt đầu bằng V hoặc G có nghĩa như sau. Màu của cánh đồng lúa chín đó là vàng, màu vàng, vàng, bắt đầu bằng V. Cây cùng họ với cau, lá to, quả chứa nước ngọt, có cùi, đó là quả dừa, bắt đầu bằng G. Loài thú lớn ở rừng nhiệt đới có vòi và ngà, đó là voi, bắt đầu bằng V. Như vậy các em sẽ trình bày như sau. A.
Những từ chứa tiếng bắt đầu bằng L hoặc N có nghĩa như sau. Tên một nước láng giềng ở phía Tây nước ta là Lào, nơi tận cùng phía Nam trái đất quanh năm đóng băng, Nam Cực. Tên một nước ở gần nước ta có thủ đô là Bangkok, Thái Lan. B. Chứa tiếng bắt đầu bằng V hoặc G có nghĩa như sau. Màu của cánh đồng lúa chín, vàng. Cây cùng họ với cau, lá to, quả chứa nước ngọt có cùi, dừa. Loài thú lớn ở rừng nhiệt đới có vòi và ngà là vòi. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 3. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.